Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa dông từ đêm nay cho đến ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 9. Trong đó vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Điện Biên, Sơn La sẽ là những nơi mà có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Quý vị và bà con sinh sống trong vùng mưa to cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng cũng như lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Có mưa nên ngày mai, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các thành phố của Bắc Bộ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 28 đến 33 độ, cảm giác dễ chịu hơn. Còn ở Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, mức nhiệt khoảng 33 đến 34 độ. Nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn đang trong những ngày mưa nhiều. Dự báo chiều mai, vùng núi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm, đề phòng ngập úng cục bộ cùng nguy cơ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Trước khi chuyển mưa, các khu vực này vẫn có nắng vào trưa mai, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết 32-34 độ, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột 28-30 độ, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ mức nhiệt khoảng 30-32 độ. Trên biển, các vùng biển phía Nam từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau ra đến ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Trong khi đó, huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai ít mưa, có nắng, gió ổn định khoảng cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố vào ngày mai.